Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ hướng dẫn giới thiệu cho bạn một chương trình góp nhận 420 tóc càng có cái hiệu là Bad X bằng khoảng 10 đô, mỗi được ghép bằng 84 khoảng 2 đô. Để tham gia giải hôm nay các bạn click phần link mô tả, mở Telegram các bấm start chatbot tiếp tục nha bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group con trailer follow thì world thì các bạn follow và tiếp mà các bạn join một kênh. Còn này mình cũng chưa check list nào. Tất cả các bạn muốn biết có những token càng nào list sàn thì các bạn lên trang CoinMarketCap hoặc là CoinCapCo, các bạn gọi từ khóa cái tên token càng đó thì nó sẽ ra nó hiện ra cái những cái sàn giao dịch các bạn. Còn này chúng ta không lẽ nó sẽ list sàn OK hit bit sàn gì nữa, những sàn lạ không ta. Rồi bắt đáp lại. Rồi theo world thì các bạn follow theo world nha các bạn. Rồi các bạn theo world thì các bạn theo dõi nè các bạn. Nhờ tao quýt lên các bạn. Rồi các bạn like nè. Các bạn tao quýt lên các bạn. Rồi bạn test lại nè. Rồi các bạn mới đáp lên nè các bạn. Bình hết. Rồi các bạn chỉ việc bấm vào phone đi. Phone get. Rồi các bạn cũng kiểm tra vào nhờ các bạn có join chứ các bạn. Rồi nếu bạn join xong hết rồi bạn bấm done tiếp tục nha bạn. Rồi theo world thì các bạn bot và gỡ lại username nha bạn. Các bạn cũng nhấp vào đây nha bạn. Đây mình đã bot rồi nên các bạn cũng bắt up lên nha bạn. Rồi các bạn gỡ lại username theo world của mình. Tôi biết thì mình ở cộng MMO nha bạn. Các bạn rồi username follow rồi các bạn cũng vào đây cũng follow cái trang server của nó. Rồi các bạn like cũng tweet lên cái nữa các bạn, nó tới hai kênh trader đó nghe các bạn. Rồi các bạn cũng bắt up đó các bạn. Rồi các bạn cũng gọi lại username trader server của mình nghe các bạn. MMO của bạn nữa các bạn. Nói các bạn có join cái trailer chưa, các bạn cũng vào đây các bạn rồi mà bấm don nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào mục add wallet nha các bạn, add your wallet ETH nè. Rồi các bạn gửi địa chỉ với ETH bên dưới chút wallet, master wallet nha các bạn, không được dùng địa chỉ sàn exchange nha các bạn hoặc là tất cả các sàn khác luôn. Sau này những cái token mà nó sẽ phân phối về di chúc cho mình, mà những token nào lít sàn giá mà lên cao thì mình sẽ làm cái video hướng dẫn các bạn bán các bạn. Các bạn sao chép không ạ? Rồi. Còn những bạn nào mà đã làm rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. Có ít token quá thì có thể các bạn không biết chơi thì có thể có tìm những người admin này rồi các bạn có thể bán các bạn. Bán nội bộ. Rồi các bạn gửi cho các bạn. Rồi các bạn bấm vào balance để check số cần nha các bạn. Rồi mình đã nhận được 400 tô 20 tô cần bát nha các bạn. Rồi vậy video mình ở đây cũng kết thúc nha các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.